nay Chúa Thánh Linh có sự hiện diện đặc biệt, Cha Linh cho Phương. Tôi tin rằng Cha Linh và Cha Phương biết và cũng rất rõ là Thánh Linh ở và Cha Phương là khi học cái sự hiện diện của các thành viên của Thánh Linh chỉ có còn Cha Linh thì tự nhiên Cha Linh biết và cũng biết đặc biệt nhất là biết và cũng có sự khi nhớ lại về hình ảnh của bà cụ Teresa, tôi thấy một điều mà tôi nhớ đến cái lần đó và khi mà tôi được các thầy đọc bài thơ đó, tôi biết được những bài thơ còn khai thác với em mình thì tôi quên mất là bắt đầu bài thơ đó tôi có thể nói với quý vị và nước với
siêng năng cao trên thực tế của mình để bày tỏ lòng yêu mến dành cho Chúa, yêu mến dành cho những cái thể gọi là tình yêu, và trở thành tấm gương sáng cho các con cũng như chúng ta. Và trong bài kinh mà chúng ta vừa nghe hôm nay nói về công trình Đức Giêsu từ đó là những ai cha ta ban cho ta con cái cháu trai
nếu thương tiếc người thân yêu của mình, nếu thương nhớ bà cụ, nếu sinh ra vì sự cách biệt với bà cụ, giữa người sống là chết, hãy để những hành động của bà tấm gương sáng của bà trở thành những việc làm các anh các chị cũng như các cháu, để họ sẽ cảm thấy người thân yêu của mình sự đạo đức, sự hiền lành, sự yêu thương mà bà cụ dành cho con cháu cũng như dành cho mọi người xung quanh. Nếu người con cháu sống tâm tình của mình, sống lòng yêu thương đó thì thật sự bà cụ có hạnh hay không, có trí hay không, hay vẫn luôn hiện diện ở trong trái tim, ở trong tâm hồn từng người con, từng người cháu của bà. Thường thì chúng ta nghĩ là có lẽ một số những quý vị các tôn giáo thì ta nghĩ là đạo tôn giáo là đạo chỉ biết tôn giáo chứ không có thể tin nguyện thông tin ông cha, nhưng mà không đúng. Tôi không nói đạo tôn giáo, nhưng tôi chỉ muốn nói một điều là những người tôn giáo không biết cứ muốn chứng nhận khi sợ là người thân thân tôi lấy cầu cho ai, cho cái lời nguyện cuối cùng tôi lấy thân thân cầu cho ông bà tổ tiên ông bà cha mẹ anh chị em những người thân yêu và mọi người thân yêu tuần nào cũng có. Rồi là những người tôn giáo thì có như hôm nay gia đình ta đã mất đi người thân yêu của mình, đến đây tham dự những lễ đương nhiên người thân yêu của mình chúng ta đã được có rồi, còn tiếp tục từ ngày đầu qua ngày kia, từ tháng nào qua tháng kia và từ năm nào qua năm kia tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn thể xác. Nhưng mà chúng ta có phải là chúng ta không lấy ra ngoài có tiếng không? Cho nên đạo tôn giáo tôi muốn nhắc gia đình ta quý tất cả những người con cái của chúng hãy nhớ rằng đạo chúng thuộc chúa mà chúng ta cần và đạo mà chúng ta theo là đạo tôn thờ quy nguyên chính và hiếu thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ của mình. Có những người con cái của chúng ta tôi biết rằng khi chúng ta theo cái cảm giác trên tôn giáo của mình chúng ta là cái người khi nào chúng ta